Sau 2 tháng lập lại tình hình trật tự an toàn giao thông và kéo giảm số vụ do tai nạn giao thông, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh nhiều biện pháp thực hiện. Bên cạnh đại đa số người dân chấp hành nghiêm việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thì vẫn còn số ít chưa chấp hành và còn có những hành vi chống đối. Theo số liệu thống kê từ ngày 15 tháng 4 đến nay, lực lượng giao thông trong toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, có 5 xe ô tô, còn lại là xe mô tô, đã xử phạt 848 trường hợp với số tiền khoảng 4 tỷ đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe trên 400 trường hợp. Một số thành phần là người làm công như là làm hồ hoặc là bốc vác gì đó, thì thường thường thì cái lực lượng này cũng sử dụng cái chất kích thích có nồng độ cồn cũng tương đối phổ biến. Thật vậy, vẫn còn một số ít trường hợp vi phạm dù đã được lực lượng nhắc nhở nhưng vẫn có thái độ không chấp hành, gây cản trở cho lực lượng làm nhiệm vụ. Em đi làm về em mệt quá, là chủ nhà cũng kêu em nhậu. Ủa, em làm cái lỗi gì? Hồi nãy giờ em có đi cái lỗi gì? Được không? Tụi anh ơi, dám lấy xe không? Tại Cà Mau, trên các tuyến quốc lộ 1A, đường Xuyên Á và nội ô thành phố Cà Mau, có tỷ lệ người vi phạm cao hơn so với các địa bàn còn lại trong tỉnh. Một điều đáng mừng đó là sau hơn 2 tháng ra quân xử lý, thì ý thức của người dân ngày càng được nâng cao hơn. Khi người dân ta đã sử dụng rượu bia thì ta đã có ý thức. Thì trước khi ta ra thì ta sẽ kêu những cái xe công nghệ đó chở người đã có sử dụng nồng độ cồn và phương tiện về tới nhà an toàn. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã ký ban hành công văn, trong đó nghiêm cấm mọi tổ chức cá nhân can thiệp với mọi hình thức nhằm làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm nồng độ cồn của các lực lượng thực thi công vụ. Từ những biện pháp quyết liệt của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng, tình hình người vi phạm bị xử lý về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện đã có chuyển biến tích cực.